Wow. Ôi. Ủa, Tài Thiên đâu ra vậy? Ô, Tài Thiên lại. Lại đàng hoàng Tài Thiên ơi. Đặc biệt. Tài Thiên ở đâu đến vậy? Tài Thiên ăn trái cây đàng hoàng nha. Không có bỏ nha Tài Thiên. Thỉnh nha, thỉnh đàng hoàng, ăn đàng hoàng không bỏ nha. Ồ. Là không nghe lời là sẽ bị độc thần chú nha. Ồ. Ngon ngon không? Ngon không? Quá quý luôn. Rồi. Tài Thiên quay bên đây cười cái coi. Cười cười cái coi. Trời ơi, gãi luôn. Bị gì mà gãi dữ. Bị lát. Thôi. Xin trái cây ăn nha mọi người. Tài Thiên đến từ nghe bên kia đúng rồi. Wow. Ủa không thắp nhang giùm khán giả nghe. Không thắp nhang ra mỏng nhoi vậy trời. Đúng rồi tại người ta phải. Rồi. Ồ kẹp nách luôn. Ngộ Không ơi có cái bình bông. Bia đi Ngộ Không ơi có lon bia kìa. Bưng bình lên luôn dọn bình luôn. Lấy cái bình xuống luôn nè. Ngộ Không cũng đó, cái nhìn thấy không kỹ. Không Ngộ Không này im hơn Ngộ Không trước nè. Ngộ Không trước ăn giục bỏ. Ngộ Không này Ngộ Không thiệt nè. Ngộ Không trước Ngộ Không giả. Độc là bên dưới đấy. Ủa, gì có điện giữa này có đem theo thức bản không? Thức bản đâu rồi? Đó, để Tài Thiên đi lấy. Ủa? Lộn vài vòng nữa coi. Tiếp đi Ngộ Không. Xe tăng nữa kìa, có xe tăng nữa kìa. Nhau luôn đó. Ngộ Không này không đi xe hơi ta, hôm bữa đi xe hơi mà ta. giống không hôm bữa quá vậy. Hôm bữa kia kìa. Ngày hôm nay ngày độc lạ Bình Dương nhá. Ôi đẹp trai quá rồi. Đồ đề và đi cùng thôi nhá. Rồi đang xếp hàng để chụp hình luôn hả? Để đề thay lên nữa nào. Được rồi, xếp hàng không? Nào. Ok, 1, 2, ok. Quá trời. Quá đẹp. Ok. Quá thôi ạ. Quá đẹp rồi ạ. Bạch tiểu Bạch Long đây, tiểu Bạch Long à. Tiểu Bạch Long. Thầy trò đấy ạ. Nào. Hôm nay là độc lạ Bình Dương nhá. Thầy cho đưa sáng cà phê ở Hoàng Viên. Nóng không Bắc Giới? Nóng không? Nóng hả? Tội nghiệp sư phụ. Quá tuyệt vời rồi. Bỏ hẳn chú xe tăng bệnh hay gì không có chú. Tài Thiên bay dài vòng Tài Thiên. Tài Thiên bay dài vòng Tài Thiên ơi. Bay dài vòng Tài Thiên. À bác giới nè cả nhà. Dạ anh bác giới ơi cho em chụp cái anh bác giới ơi. Anh bác giới ơi lòi vú kìa. Lòi vú anh bác giới ơi. Mọi người ơi. Quá đẹp rồi. Rồi bây giờ Ngộ Không bác giới đi nha mọi người đi. Ôi. Và trong mộ của cậu Năm đi sao nè. Wow, lên. Anh Tài Thiên.
Ủa xe tăng đi chậm với xe tăng. Đây đám tang rất là lớn luôn cô chú anh chị. Tài Thiên quậy quá thầy, thầy niệm niệm khẳng cô Nhi thầy. Tài Thiên ngộ không quậy quá, niệm chú đi thầy ơi. Sư phụ, sư phụ ngộ không đi trước dò đường tìm yêu quái kìa. Yêu quái kìa. Yêu quái. Yêu quái. Quái quá. Có mây đen kìa, yêu quái kìa, mây đen kéo tới kìa. Mệt không bác giới? Mệt không? Mệt quá. Ông sư phụ ổn sướng không, ngồi trên ngựa luôn nè. Đám tang này to quá cả nhà. Đám tang này có đường tăng quá to. Đây nè. Lẹ lẹ đi ngộ không ơi, lẹ lẹ đi lắc đi, đi lãnh lúa. Trời ơi tội nghiệp bắt giới chảy mỡ rồi. Trời ơi, trời ơi, gì vậy? Gì chạy? Chết rồi. Còn đoạn nữa hả? Xa không? Còn xa không? Ba xe tăng. Xe tăng. 4.000 dặm nữa. 4.000 dặm nữa tới hả? Chưa bao giờ. Xe tăng. Ủa hàng Nga để đâu rồi? Tốn luôn rồi, dê quá tốn. Hàng Nga cháu dê quá cháu hả? Quá trời. Gần tới chỗ Phật Tổ rồi. Tới Phật Tổ rồi. Chút xíu nữa tới Phật Tổ rồi cả nhà ơi. Ngộ không lẹ lẹ dẫn đường Ngộ không ơi. Yêu quái kìa. Ngộ không đổ mồ hôi luôn à. Bị ngộ không kêu dẫn ngựa hả bác giới? Đúng rồi. Ngộ không này ép bác giới dẫn ngựa hả? Đại sư huynh ép quá. Đại sư huynh ép quá. Đó, đó. Quá tuyệt vời luôn. Ô, ghê quá. Ghê quá. Giới mới ghê nữa nào, ông ăn cắp cái bồ cào lúa của ai không biết. Cái bồ cào. Lấy bồ cào của ai vậy? Của yêu quái. Của yêu quái hả? À? Chứ không phải của nông dân ta đang cào lúa sao? Nông dân cào lúa này cào được. Cào được. Sư phụ. Quẹo, quẹo hay lên thẳng? Đây 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 đây, quẹo qua đây. Ai?
Thấy anh Khang giống yêu quái hơn. Gần tới tay thiên rồi cả nhà ơi. Đi gần thôi. Rồi, gần tới thiên cấp rồi. Thẳng lên tao. Thẳng lên tao dậy kìa.